Bạn biết không, người ta thường sẽ đau khổ chỉ bởi vì họ không có biết đủ. Mình có một đứa bạn, nó có công việc tốt, lương tốt, có chồng thương, có tất tần tật mọi thứ. Nhưng mà mỗi lần gặp bạn mình á, câu đầu tiên nó sẽ nói là: tụi mày đừng nhắc gì về tao hết nha, tao căng thẳng lắm, tao áp lực lắm. Mình hỏi nó là: ơ, cuộc sống của mày có chuyện gì hả? Không. Công việc của mày dạo này sao? Vẫn tốt. Vợ chồng mày có cãi nhau không? Không. Vậy mày áp lực cái gì? Thì đúng là tao có mọi thứ, nhưng mà nó không nhiều. Nhà thì cũng có nhưng mà nó không to. Chồng tao cũng thương tao á, nhưng mà không có chiều chuộng tao nhiều lắm. Công việc thì cũng tốt nhưng mà tao muốn nó nhiều thành tựu hơn. Mình mới cười. Thật ra bạn mình đang có một cuộc sống mà rất là nhiều người mơ ước. Tất cả mọi thứ đều có và vuông tròn. Nhưng mà chỉ bởi vì bạn mình luôn khao khát, luôn mong chờ một cái cuộc sống nó to hơn, nó bự hơn ngoài kia, nên là bạn mình lúc nào cũng căng thẳng. Về nói chuyện với chồng á, nói vài câu là kiếm chuyện bực bội, đóng cửa phòng mà không nói chuyện nữa. Đi làm thì tan làm cũng chẳng gặp mặt ai, phóng xe về nhà. Bởi vì nghĩ là mình phải được cái gì đó ghê gớm hơn. Thật ra vốn dĩ chỉ cần biết nhìn cuộc sống hiện tại của mình, có điều gì mình cần cân chỉnh không? Còn mọi thứ vẫn ổn rồi, vẫn tốt rồi. Chỉ cần biết đủ á, là mình đã thấy hạnh phúc rồi. Nếu mà hôm nay bạn cảm thấy là cuộc sống của mình nhiều căng thẳng quá, hôm nay cuộc sống của mình nó tồi tệ quá, thì mình có thể nhìn lại coi là có điểm nào mình cần chỉnh không. Còn nếu mọi thứ đều đẹp hết, vậy thì cái căng thẳng của bạn đang có nó đến từ bạn thôi, chứ không phải đến từ xung quanh đâu.